Thì với khuôn mặt này thì mình cứ đoán đại thôi, chung chung thì thôi thôi. Nếu chiều nay không có anh, chị Tâm mua cho em cái kẹo kéo đi chị Tâm. Ai sẽ đưa em hai cây đi chị Tâm. Nước lớn đứng ngồi không yên. Gì vậy? Miền Trung thì lũ lụt, đêm thì không ngủ, giờ chị chọn miền Cần Thơ. Trời ơi, cái gì vậy? Chị coi coi tay em đi rồi cho em đoán nha. Tâm ơi, sắp lấy chồng rồi. Chết vậy chứ, em nó có lấy chồng rồi hả? Lấy đi, ê lắm rồi đó. Ôi, ôi em thích quá, em thích quá. Em quá.